Hàng du mục kinh doanh gì mà nổi như cồn lên mạng livestream là cháy hàng? Hàng du mục tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995 đến từ Cà Mau. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với fanpage có 808.000 lượt thích, 1,5 triệu người theo dõi. Kênh TikTok với hơn 3,7 triệu người theo dõi. Lượng theo dõi trên các nền tảng này tăng nhanh khi Hằng Du Mục đăng tải những bài viết, video bán hàng cũng như cuộc sống cá nhân. Gần đây nhất, các ồn ào liên quan đến việc bị chồng bạo hành, mâu thuẫn trong hôn nhân khiến cho các kênh bán hàng, trang cá nhân của cô càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Táo đỏ Tân Cương Hằng Du Mục là thương hiệu chính thức do cô gái trẻ này sở hữu và quản lý. Đây cũng là thương hiệu làm nên tên tuổi của cô khi bán hàng livestream. Táo đỏ Tân Cương Hằng Du Mục được bán với giá hơn 200.000 đồng 1 kg. Mặt hàng này được nhiều người săn lùng mua trong các phiên livestream. Đỉnh điểm có phiên chỉ trong 1 phút đã bán hết 2 tấn. Để tăng tương tác và uy tín bán hàng, Hằng Du Mục còn chia sẻ lại khoảnh khắc mình trực tiếp đi thu hoạch táo đỏ khô tại Trung Quốc. Sau khi nổi tiếng nhờ loại nông sản này, Hằng Du Mục tiếp tục có những phiên bán hàng chốt nghìn đơn trên TikTok. Gần đây, khi kết hợp cùng Quang Linh Vlog, nhờ tính năng like đôi PK thì Hằng Du Mục và Quang Linh bán gần 3.000 đơn hàng chỉ trong 2 giờ livestream cùng nhau. Trong bài đăng của mình, Hằng Du Mục cũng khoe sau phiên livestream 7 tháng 7 vừa qua của hai chị em đã có hơn 103 tấn gạo được chuyển thành công đến khách hàng. Trước đó, cô gây bão khi chỉ mới livestream được 18 phút nhưng đã đạt doanh thu hơn 817 triệu đồng. Sau táo đỏ Tân Cương, các phiên livestream để thúc đẩy bán các sản phẩm nông sản trong nước như gạo, sầu riêng, nem chua của hot TikToker này liên tục được chú ý. Chưa nói đến chất lượng các sản phẩm mà cô đang lăng xê, thì nhiều người cho rằng Hằng Du Mục gây ấn tượng với khả năng nói chuyện khéo léo, các phiên bán hàng đều nói kỹ về sản phẩm, cộng với việc các sản phẩm có giá tốt nên thường xuyên cháy hàng. Bạn nghĩ sao về nữ TikToker Hằng Du Mục?